Công ty Paramount Homecare cung cấp và điều hộp dịch vụ chăm sóc y tế cho những bệnh nhân không thể rời khỏi nhà do tình trạng sức khỏe. Phương châm làm việc của công ty chăm sóc sức khỏe của quý vị là sứ mệnh của chúng tôi. Các y tá, chuyên gia trị liệu của công ty có giấy phép hành nghề của tiểu bang, có kinh nghiệm. Mục đích của chúng tôi là duy trì sức khỏe độc lập của bệnh nhân để họ có thể sống và sinh hoạt tại nhà, tránh tái nhập viện lại. Xin liên lạc Paramount Homecare Tiffany Hạnh 714-837-3833, 714-785-0239. Nguyễn Anh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới. Và kính thưa quý vị, trong tuần này là công ty Paramount Homecare sẽ trở lại với chương trình của đài truyền hình VBS. Và trong phòng ghi hình của đài truyền hình VBS hôm nay, Nguyễn Anh hân hạnh được tiếp chuyện với cô Tiffany. Cô là chuyên viên y tế và cũng như là điều hành của công ty Paramount Homecare. Nguyễn Anh xin mến chào Tiffany. Xin chào anh Danh, xin kính chào quý vị khán giả của đài VBS TV. Và kính thưa quý vị, trước khi để vào cái chương trình chính của Paramount Homecare hôm nay đó, thì Nguyễn Anh xin nhắc đến quý vị là công ty Paramount Homecare đó là ở nằm ở cái địa chỉ là 12.235 đường Beach Boulevard, phòng số 10, thành phố Stanton, Cali 90680. Và cái số điện thoại để quý vị liên lạc với Paramount là 714-837-3833 và trực tiếp với cô Tiffany ở số điện thoại 714-785-0239. Nguyễn Anh xin nhắc lại một lần nữa là 714-785-0239. Và để trở lại với chương trình đó Tiffany, thì trong những cái tuần trước Tiffany và Nguyễn Anh đã trình bày sơ qua tất cả những cái sinh hoạt và những cái dịch vụ của Paramount Homecare, và có tất cả quý khán giả của đài truyền hình VBS đã xem qua những chương trình Tiffany và Nguyễn Anh làm đó. Họ có gửi vào những cái lời chia sẻ rất là nồng nàn. Họ rất là thích cái thứ nhất đó, là những cái dịch vụ tại công ty Paramount Homecare. Và đặc biệt có một cái điều này Tiffany biết không? Chắc em không biết đâu phải không? Là các quý vị khán thính giả nói vô: trời ơi, cô Tiffany của Paramount đẹp quá, chúng tôi có bệnh, chúng tôi nhìn cô cũng hết bệnh. Xin Tiffany cũng gửi lời cảm ơn với tất cả những cái quý bác mà đã gửi những cái lời trân trọng quý mến em. Tiffany không biết nói gì, là quá hạnh phúc quý vị. Cảm ơn anh Danh cũng như quý vị khán giả đã thương mến Tiffany cũng như chương trình talk show của anh Danh trên đài VBS TV 57.6. Rất là cảm ơn các bác. Các bác rất là thương mến con và gửi những cái lời khen ngợi mà con cảm thấy con rất là hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng lắm anh Danh ơi, cảm ơn. Riêng các bác thì hạnh phúc á, thì Nguyên Doanh á thì là hạnh phúc hơn. Là em biết tại sao không? Nguyễn Anh được làm việc với Tiffany, là Nguyễn Anh được cái sự trẻ trung của Tiffany cuốn hút anh để anh càng ngày càng mạnh khỏe để làm việc cho nó tốt hơn. Cảm ơn Tiffany. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh em chúng tôi bông đùa một chút xíu để cho chương trình nó được vui vẻ đó, kính thưa quý vị. Và trở lại cái dịch vụ của Paramount Homecare, thì trong những lần trước đó Tiffany và Nguyễn Anh cũng đã trình bày đến quý vị là tại cái dịch vụ ở đây gồm có những cái là dịch vụ y tá, rồi dịch vụ vật lý trị liệu, rồi trị liệu chức năng, trị liệu phát âm và liên lạc với tất cả các cán sự xã hội và những nhân viên giúp tại nhà. Và một điều đặc biệt nữa là sẽ order tất cả những dụng cụ y tế mà nếu quý vị cần, thì xin Tiffany có gửi những cái sinh hoạt này một cách tổng quát để cho quý vị được rõ hơn. Dạ, thưa quý vị khán giả, chương trình Paramount Homecare là một chương trình dịch vụ y tế chăm sóc tại nhà cho các bác có những cái chứng bệnh như cao máu, tiểu đường, bị stroke, bị đau nhức. Và giống như khả năng của các bác ăn uống yếu kém, mệt mỏi, cần phải vào nước biển tại nhà, thì chương trình Paramount Homecare sẽ có đầy đủ nhân viên y tế Việt Nam. Các anh, các chị là những người rất là chuyên nghiệp và làm rất là nhiều năm trong cái ngành y tế này để giúp cho các bác. Và ngoài cái chương trình y tá ra, và Paramount Homecare còn có chương trình Physical Therapy, đó là gọi là chương trình vật lý trị liệu tại nhà cho các bác bị đau nhức, mới bị ở bệnh viện về còn mệt mỏi, cơ thể đi đứng còn khó khăn, hoặc là những bác phải dùng walker, wheelchair, thì chương trình Paramount Homecare sẽ có những dịch vụ về Physical Therapy để giúp cho các bác
phục hồi chức năng một cách nhanh hơn và giúp cho các bác có thể đi đứng trở lại một cách bình thường hơn. Dạ vâng, cảm ơn Tiffany đã tổng quát sơ qua tất cả những cái dịch vụ của Paramount Home Care. Và một cái điều ông Nguyễn Doanh rất là trân trọng, tại là vì đây là một cái dịch vụ mà trị liệu chức năng giúp bệnh nhân thực hiện các chăm sóc y tế cho những cái bệnh nhân không thể rời khỏi nhà do tình trạng của sức khỏe, hoặc là quý vị vừa mới xuất viện xong quý vị về nhà vẫn cần có phải sự theo dõi của các y bác sĩ đó, thì Paramount Home Care sẽ đại diện cho tất cả những cái y bác sĩ đó và chăm sóc cho quý vị tại gia đình cũng giống như là ở trong bệnh viện vậy. Và đặc biệt có một cái dịch vụ nữa là Nguyễn Doanh thấy nó rất là tốt, là cái dịch vụ mà X-ray tại nhà. Thì đây là một cái dịch vụ mà rất là tốt cho các bác, tại vì các bác khỏi phải đi tới các cái phòng lab hoặc là những cái nơi mà chụp hình đó để phải mất thời gian chờ đợi. Xin Tiffany cũng trình bày thêm. Dạ đúng ạ, đây là lời chia sẻ rất là thật tình của Tiffany. Có nhiều bác đã gọi vào bác sĩ gia đình của mình nói là tôi mới vừa bị té, và họ đã phải rất là đắn đo vì cái thời buổi dịch lệ họ không có muốn một chút lại phải vào nhà thương. Rất may là chương trình Paramount Home Care có những thiết bị máy móc để mà chụp X-ray tại nhà. Cho nên chỉ cần các bác gặp bác sĩ gia đình của mình và bác sĩ order về chương trình chụp X-ray tại nhà thì Paramount Home Care sẽ có dịch vụ đến tận nhà để chụp cho các bác. Nhiều khi mấy bác chỉ là những bị té thông thường thôi, không có phải bị nặng gì hết, nhờ vì lo lắng sẽ làm cho các bác bị nặng hơn. Hoặc là các bác bị té mà bị nứt xương, mà nếu không được phát hiện kịp thời nó cũng rất là nguy hiểm cho sức khỏe của các bác, thưa anh Danh và quý vị khán giả. Cho nên chụp X-ray tại nhà là một hình thức rất là tốt để giúp cho các bác phát hiện được cái tình trạng bị té của mình như thế nào. Dạ. Vâng, cảm ơn Tiffany. Và một câu hỏi nhỏ nữa với Tiffany là sau khi mà Paramount Home Care, nếu mà các bác bị sơ ý, bị té ngã ở trong nhà chẳng hạn á, thì các chuyên viên y tế ở Paramount Home Care tới chụp X-ray cho các quý vị đó, thì nếu mà phát hiện ra nó bị nứt xương hay là như thế nào đó, thì Paramount Home Care có thể là chuyển hoặc là đề nghị gửi các bác vào bệnh viện không? Dạ, nếu mà trong trường hợp các bác bị té nặng mà gãy thì dĩ nhiên là các bác sẽ phải vào nhà thương. Thì lúc đó là tình trạng mình phải đi nhà thương, thì các bác sẽ không còn đắn đo nữa. Nhưng mà rất may là vì có máy chụp cho nên có những bác chỉ bị té rồi bị bong gân hay bị chày chút xíu thôi, thì máy chụp phát hiện cho các bác kết quả liền. Thành ra các bác có thể yên tâm vì mình không có sao hết, thì và cảm thấy rất là dễ chịu hơn nữa vì cứ phải lo lắng là không biết tôi bị như thế nào. Dạ vâng. Và đó, Tiffany vừa trình bày đến quý vị đó, nếu ví dụ cái trường hợp nó gia trọng á, thì Paramount cũng sẽ emergency sẽ đưa quý vị giới thiệu vào trong các cái bệnh viện. Còn nếu những cái trường hợp mà nó bị bong gân, chật gân, nó nhẹ không đó, thì kính thưa quý vị là ở trong Paramount Home Care đó có cái trị liệu chức năng, tức là tất cả những cái y tá và các chuyên gia trị liệu của công ty Paramount Home Care đó có giấy phép hành nghề của tiểu bang và có kinh nghiệm trong ngành của họ. Mục đích của chúng tôi là duy trì sức khỏe và sự độc lập của bệnh nhân để họ có thể sống và sinh hoạt tại nhà. Và một cái điều đặc biệt và có Tiffany ở đây, nếu mà Tiffany về lại công ty đó thì cho Nguyễn Doanh gửi lời cảm ơn tất cả những ban giám đốc và ban điều hành ở đó. Tại vì đây có một cái phương châm làm việc mà Nguyễn Doanh rất là trân trọng, đó là chăm sóc sức khỏe quý vị là sứ mệnh của chúng tôi. Dạ đúng như vậy, thưa anh Danh cũng như vị khán giả. Vì có tấm lòng yêu bệnh nhân, chăm sóc họ giống như người cha, người mẹ hay ông bà trong gia đình của mình, nên Paramount Home Care cũng như các chị, anh chị y tá, những người PT rất là hết lòng chăm sóc cho các bác. Mà không phải là Tiffany nói không, mà là vì được sự phản hồi của rất là nhiều bác gọi điện thoại cho Tiffany nói bác cảm ơn con đã gửi những người y tá Việt Nam, các chị thật là dễ thương, gần gũi, chăm sóc và rất là nhiệt tình. Cho nên các bác cảm thấy giống như là mình có những đứa con ở nhà để chăm sóc cho mình. Và kính thưa quý vị, cái giờ làm việc của công ty Paramount Home Care đó là giờ mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Và nếu mà quý vị có những cái trường hợp emergency thì quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần qua cái số phone của anh xin nhắc lại, là cái số phone thứ nhất là 714-837-3833, 714-837-3833, hoặc là trực tiếp cho cô Tiffany Hạnh ở 714-785-0239, 714
0985 0239 và cảm ơn quý vị. Và nếu thí dụ như quý vị ở trong nhà, nếu các bác quá lớn tuổi không có sử dụng được computer đó, thì có các anh chị với là con cháu ở trong gia đình đó, thì quý vị muốn biết thêm những cái chi tiết rõ ràng hơn thì quý vị vào trong cái website là www.paramounthomecare.com để mà tìm thêm tất cả những cái sự biết để trong gia đình có những cái suy nghĩ và đưa đề nghị và xin phép để mà đưa mời công ty Paramount đến để chữa trị cho các quý vị tại gia đình. Dạ, cảm ơn anh Danh. Một lần nữa, nếu mà các bác trong tình trạng rất là khó thở hay mệt mỏi và không có thể liên lạc được với bác sĩ gia đình của mình thì các bác có thể gọi 911 là điều trước tiên, vì điều đó sẽ giúp cho các bác giờ đi đến bệnh viện ngay lập tức để họ phát hiện ra những cái trường hợp nguy hiểm, chẳng hạn như những bác bị stroke mà phải cần phải có sự chữa trị kịp thời. Nhưng mà trong cái những cái giờ giấc khác, các bác có thể có những cái câu hỏi mà muốn tham quan về tư vấn về sức khỏe, về mình bị đau nhức, các bác nhớ giùm Tiffany nha. Những bác mà bị cao máu, bị tiểu đường, bị đau nhức, bị Alzheimer, yeah, bị tay chân đi yếu, hoặc là các bác nhiều đêm mất ngủ, không có ăn uống được, mệt mỏi, mất nước, mất sức, thì các bác có thể liên lạc với bác sĩ gia đình của mình trước để được sự khám chữa kịp thời. Và sau đó các bác nói là tôi vẫn cần có y tá đến nhà để giúp đỡ cho tôi thêm, tại vì bác sĩ họ chỉ khám mình có một lúc, nhưng y tá đó sẽ đến một cái thời gian vài tuần lễ để tiếp tục theo dõi sức khỏe của tình trạng các bác. Yeah. Dạ vâng, nhân Tiffany nói về cái vấn đề mà những cái dịch vụ để mà chúng ta được gần gũi với công ty Paramount Home Care đó, thì Nguyễn Anh có một cái câu hỏi với Tiffany, yeah, là như vậy. Yeah. Tức là bây giờ đó, để mà được approve, tức là để nhận được vào trong cái chương trình Paramount Home Care này đó, thí dụ như có phải chi phí tốn kém gì không, hoặc là nếu như là quý vị có Medicare hoặc là MD, hoặc là quý vị có những cái insurance mà nó phổ thông, ở đây thì Paramount Home Care sẽ nhận những cái insurance nào, thưa Tiffany? Dạ, cảm ơn Danh, đây là một câu hỏi rất là hay. Thưa quý vị khán giả, gần đây Tiffany nhận được rất là nhiều phone call của các bác có liên quan về vấn đề là làm sao tôi được approve vào chương trình Paramount Home Care, tôi có phải trả cái số tiền nào hay không, tôi có phải bị xét cái account nào của tôi hay không, hay là tôi phải làm như thế nào thì tôi mới được approve vào cái chương trình Paramount Home Care này. Rất đơn giản thưa các bác, đây là một chương trình có liên quan tới quyền lợi và sức khỏe của người cao tuổi. Thành ra các bác chỉ cần có Medi-Cal, Medicare, người ta gọi là Medi-Medi đó các bác, hoặc là các bác có Medicare không cũng được, thì Paramount Home Care rất là mong có thể giúp đỡ được những các bác có đủ cái điều kiện có sức khỏe Medi-Cal, Medicare, người ta gọi là Medi-Medi hoặc là Medicare only. Thì các bác có thể liên lạc trực tiếp với Tiffany để consulting thêm, để hiểu biết thêm về cái này. Còn ngoài ra, Paramount Home Care vẫn đang có những cái dự án sẽ có nhiều cái contract với lại nhiều cái tổ hợp. Nhưng hiện thời thì Paramount Home Care vẫn chưa có những cái tổ hợp khác để mà giúp cho các bác, vì ở trong tổ hợp thường thường họ có những cái connection của cái tổ hợp của họ. Dạ vâng. Và một cái câu hỏi thứ hai nữa, nó cũng liên quan tới cái với các bác, mà khi các bác hoặc là người thân của các quý vị đó muốn đưa gia đình vào cái chương trình của Paramount Home Care đó, để được Paramount Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia đình đó, thì khi mà các bác á, mà được các bác sĩ gia đình hoặc là trong bệnh viện nhé, request, thì có phải xin cái order không, thưa Tiffany? Dạ, đây là, cũng là một câu hỏi rất là hay thưa anh Danh. Đó là một điều bắt buộc thưa quý vị. Paramount Home Care là một chương trình home health, cần phải có nhận được cái order từ bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ trong bệnh viện, thì chúng em mới được phép đến để giúp đỡ cho các bác tại nhà. Cho nên các bác nghe cái chương trình này có những thắc mắc gì cứ liên lạc với Tiffany qua số phone của chương trình đã nói, hoặc là các bác liên lạc trực tiếp với bác sĩ gia đình của mình để request, hay tiếng Việt còn gọi là để xin cái chương trình Home Health
evaluation để Paramount Home Care có thể giúp được cho các bác tại nhà. Dạ vâng, đó là qua những cái chi tiết mà Tiffany vừa trình bày đến quý vị, nó cũng là rất là đơn giản thôi. Tại vì bây giờ các quý vị mà cao niên mà được chăm sóc tại gia đình thì cái tuổi mình cũng lớn rồi. Yeah. Và chắc chắn là bác sĩ gia đình hoặc trong bệnh viện đều là approved. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải xin cái order. Dạ, để vậy. Nó có một cái danh chính ngôn thuận. Tại vì nếu mà chúng ta không có danh chính ngôn thuận thì Paramount Home Care cũng không thể giúp được quý vị cái gì. Yeah. Cái nên là quý vị cần nhất phải được cái sự request của bác sĩ và phải có một cái order. Và vâng, và để Nguyễn Doanh xin nhắc lại một lần nữa là nếu quý vị cần thêm những cái thông tin mà như là trong gia đình có những con cháu đã biết sử dụng computer đó, thì cứ vô cái website là www.paramounthomecare.com và chúng tôi có in sẵn trên màn hình đó, thì để search để mà xem thêm những tất cả những cái dịch vụ và sinh hoạt tại Paramount Home Care. Và kính thưa quý vị, Paramount Home Care đó, thì Nguyễn Doanh lại nhắc lại một lần nữa là cái số điện thoại để quý vị liên lạc 24/24, 7 ngày trong một tuần là 714-837 và 3833, và trực tiếp cho cô Tiffany Hạnh ở số phone 714-785-0239. Và Nguyễn Doanh cũng bật mí cho quý vị một cái điều là như vậy, cái số phone mà 785-0239 là gọi trực tiếp cho Tiffany Hạnh đó. Cô không bao giờ từ nan á, nếu mà có những cái cú phone của Vũ, dù cô có bận cách nào cô cũng nhận lời, vì đây cũng như là những cái lời tri ân và những lời cảm ơn của quý vị dành cho công ty Paramount, nó phải không Tiffany? Dạ thưa, đúng như vậy thưa anh Danh, cảm ơn anh Danh đã cho các bác cũng như Tiffany được thấy rằng khi mà chúng ta dịch vụ chăm sóc cái dịch vụ nào đó cho các bác thì chúng ta cần phải có một cái tấm lòng cảm thông, yêu thương. Như vậy thì các bác đừng ngần ngại, các bác coi chương trình này và cảm thấy muốn có những cái thắc mắc, có những cái câu hỏi liên quan hay không liên quan, hay những vấn đề về sức khỏe, tuổi tác của mình, các bác đừng ngần ngại, cứ liên lạc với Tiffany nha. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn Tiffany. Và kính thưa quý vị, sau khi mà hai câu hỏi mà Nguyễn Doanh đã hỏi Tiffany đó, thì Tiffany đã trình bày đến cho quý vị rồi. Sau khi tất cả những cái thủ tục nó được an toàn rồi đó, thì đây nó là một cái chương trình đặc biệt của chính phủ, cho nên quý vị không mất một cái khoản chi phí nào hết. Dạ, thưa, thành đúng ra khi thì, nhưng mà chính phủ họ sẽ có những người giám sát, tức là họ sẽ có những cái cán sự xã hội. Dạ. Đó thì nhân đây Tiffany cũng trình bày thêm là cán sự xã hội sẽ giúp gì về vấn đề giấy tờ, hoặc là lâu lâu có phải xuống thanh kiểm tra check lại không, như thế nào? Dạ. Thưa anh Danh cũng như quý vị khán giả, Paramount Home Care chỉ cung cấp dịch vụ y tá và PT đến nhà để giúp cho các bác bị đau nhức và phục hồi sức khỏe sau khi ở bệnh viện về, để giúp cho các bác khỏe hơn và tránh tình trạng tái nhập viện trở lại. Cũng như những bác không cần đi bệnh viện, ở nhà bị đau nhức, mệt mỏi thì cũng cần có thể request với bác sĩ để xin chương trình y tế đến nhà. Và để trả lời các câu hỏi của anh Danh á, thì dĩ nhiên Paramount Home Care sẽ luôn luôn có những cái sự chăm sóc cần thiết nhất đối với dịch vụ của Paramount Care để giúp cho các bác có cái sự mà gần gũi nhất, để giúp cho các bác vượt qua được những cái tình trạng sức khỏe đau bệnh của mình một cái thời gian sớm nhất. Dạ vâng, cảm ơn Tiffany. Và một cái câu hỏi cũng là tế nhị nữa, thì khi mà mình đã tuổi già sức yếu rồi, nó bị rỗng xương, rồi nó bị như là Tiffany vừa trình bày đó, cao máu, cao mỡ, tiểu đường vân vân. Yeah. Rồi nó gây những cái biến chứng mà chúng ta sẽ không có thể đi lại được bình thường. Yeah. Thì chúng ta phải dựa vào những cái dụng cụ y tế. Thì yeah, nếu mà để xin những dụng cụ y tế thì là đích thân bệnh nhân xin, hay là công ty Paramount Home Care sẽ đại diện để xin với chính phủ? Dạ thưa anh Danh cũng như vị khán giả, rất là quan trọng trong vấn đề này thưa các bác, bởi vì các bác có những cái bị đau nhức cần phải có những cái worker, những cái wheelchair. Yeah. Thì các bác sẽ phải hỏi bác sĩ gia đình của mình. Khi bác sĩ gia đình mình viết cái order thì bác sĩ gia đình sẽ phát qua bên Paramount Home Care, và Home Care sẽ tiếp tục làm việc để gửi đến cho các bác những cái dụng cụ mà các bác cần. Đồng thời các cán sự xã hội cũng sẽ tiếp tục làm việc với các bác để cho các bác thêm rằng, ồ vì các bác mới ở bệnh viện về, các bác yếu hơn cái thời gian trước đây,
khi mà mình chưa có vào bệnh viện đó anh, vâng. thì dĩ nhiên là sức khỏe của mình nó đỡ ừ. hơn, nhưng mà dĩ nhiên là bị nhập viện rồi thì làm sao mà có thể khỏe như lúc trước được. Dạ. Thì các bác về đến nhà cán sự xã hội và sẽ phỏng vấn interview, thì lúc đó các bác cho cán sự xã hội biết là mình tình trạng yếu như thế nào. Thì thường thường đối với bệnh nhân của Tiffany á, là cán sự xã hội sau khi họ có những cái buổi interview đó, họ sẽ gửi giấy tờ lên chính phủ và họ xin thêm giờ. Dạ. Tức là cái người mà caregiver của các bác sẽ được tăng thêm giờ để chăm sóc cho các bác. Dạ. Vâng, cảm ơn Tiffany. Và công ty Paramount Home Care đã kính chào quý vị là cấm sự phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc tịch và tuổi tác. Cho nên chúng ta sống tại Hoa Kỳ, chúng ta được mọi người được như nhau hết. Dạ. Mà công ty Paramount Home Care đã nâng lên cái này theo là hàng đầu, tức là không có phân biệt bất cứ đối xử với ai hết trơn á. Dạ. Và công ty Paramount Home Care là cung cấp và điều hợp những dịch vụ chăm sóc y tế cho những bệnh nhân không thể rời khỏi nhà do tình trạng sức khỏe. Và cái phương châm làm việc của Paramount Home Care là chăm sóc sức khỏe quý vị là sứ mệnh của chúng tôi. Yeah. Và trước khi chia tay cùng quý vị, xin Tiffany gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ cảm ơn anh. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian và quan tâm đến chương trình Paramount Home Care, chương trình dịch vụ y tế, y tá đến nhà. Rất cảm ơn quý vị khán giả, và có bất cứ những sự thắc mắc, những câu hỏi nào liên quan tới vấn đề, xin liên lạc với Tiffany nha các bác, ở số phone 714-837-3833 hoặc 714-785-0239. Và kính thưa quý vị, để theo dõi cái chương trình ngày hôm nay mà Tiffany và Nguyễn Doanh trình bày đến quý vị của Paramount Home Care, quý vị tiếp tục theo dõi cái đài truyền hình VBS trên băng tần 57.6 là vào ngày thứ bảy từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi buổi tối, là quý vị sẽ trực tiếp sẽ thấy cô Tiffany xinh xắn như thế nào để giúp đỡ quý vị. Và Tiffany và Nguyễn Doanh được lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình Paramount Home Care lần tới. Và xin quý vị vẫn giữ làn sóng VBS trên băng tần 57.6 và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới để tiếp tục theo dõi những chương trình thường xuyên của đài. Tiffany và Nguyễn Doanh xin tạm biệt quý vị.